Đừng có chửi bậy nha, đừng có chửi bậy nha, để em quay video nhá. Bấm mấy con gì chạy qua kìa, Không lên chứ. bấm mấy con Thử chạy ở đồ sát ngoài, con tuyển dụng xem. em bấm tay á, Em bút tay mà, không lên nè. không lên được mấy cái con ở ngoài chạy ra chạy game đèn phím cho búp liên tục đi. Nó không lên, khổ, để em đi mua mana cái hết mana. Ủa rồi Từ từ hắn ăn quế hoa tiểu đi nhá. dục Em má mà này, nào. cái này dồn dồn lại 200-300 bia thả liền kêu ngon. Cũng hợp lý nhỉ. Nhưng mà chỉ Thúy Yên đao luyện được Thì nhẫn thả được mà, thôi. thì Cũng là nhẫn một con set. xét rồi á. Luyện được mà. Tự nhiên bắt ặc bói đồ ấy. Không lên này. Cáu nhờ. À lên này. Đó lên chị nó búp gà, Tùy từng con. Em chỉ nhờ. em đè cái phím luôn, em chỉ vòng 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 Búp vòng vòng gà vòng vòng nữa. vòng Mất quan điểm ấy nhỉ. Mana mở túi máu được mà, mấy cha em cấp 82 thì mở làm sao được. cái À cái con Thúy Yên mở được không? Thúy Yên à, Con con Thúy Thúy Yên lên Yên vào bao nhiêu 73 ấy? thì mở thoải mái, mở thoải mái thì con Thúy 73. Yên không tính tiền, 73 73 mở 10 lần. thoải mái. Em thì em đã bảo là không cần mua ấy cho con Thúy Yên mà. Má em đọc server này có độc phát nha. Thả đệm thêm đi anh ạ. Cho ặc ra đi anh Tèo. Cho cái ặc nhặt rác thì ra ngã tư đi. Còn ặc nào thả bót thì đứng trong thôi. Đánh Nhìn nó bị đánh cái rối. này là thôi luôn đấy, nó trâu lắm đấy, không có đam đầu trâu lắm. Rồi ngã tiếp bót đi anh. Ngã tiếp bót đi. Bọn này chắc mất thêm tơi máu rồi. Ngã tiếp đi. Mời mời là tìm đây đâu là tới. Con thả 20 24 con Trên rồi đó. YouTube đó anh. Like ở Discord nó lag lắm. YouTube chấm dứt đi đó. Oletter, anh cứ ghi Vô đi. Oletter nó ra em. Vô đi cọp con gửi link gà. Vô hệ kim lên. Đúng Quế Hoa rồi. Tiểu à, cứ từ từ ăn anh em ạ. Nó chưa boss chưa chết được đâu, khi nào boss vàng máu thì thấy sao. Nó Chờ chưa bót chết máu được đâu. đỏ em mới ăn. Mộc Nhân nó khỏe lắm. Bót máu đỏ em mới ăn cơ. Không phí lắm. Làm điếu thuốc cho điện ảnh nhé. Chắc hết thuốc cho anh Linh. À, phải lâu, sáng nào hút điếu. Thuốc cho đỡ sợ. Mình không tăng bùa trúng độc chứ mình tăng mỗi bùa phòng thủ vật lý thôi. Anh Tèo có ngũ độc bùa độc các thứ không? Có em Cho ra búp đi, em đứng ở trong thôi. Cảm ơn. cho anh 2 phút, 1 phút thôi. Chiều thế Tèo đứng lâu thật đấy. Không phải là bót trâu mà là ặc nó chưa đủ mạnh. Thôi OLED ý chỉnh lý Sát rồi sâu chứ. vô hình năm độc, nó năm độc của em nó ở trong thành thì nó có đánh được đâu mà tắt là Châu cứ trở vô. nó mà ra sâu được bọn Mộc Nhân thì bọn Mộc Nhân vả vỡ mồm con này rồi. Nó lên đạp ở nhà. Ê, có nó đọc của Bi tắt sao dây hình đi kìa. Sao nó nhảy, nhảy đọc dây hình kìa. Nhảy độc là đao độc sát đấy anh. Ông cái bùa sao dây hình kìa. Em tắt cái sao dây hình không đẹp. Anh có bùa kháng tất cả nó càng tốt. Ở sao lên sâu hình ấy. Tắt đi, tắt sao dây hình đi em. Cứ mua khẳng tất cả các để đi tay. Rồi lên đam mà, cái boss này lên đam mà. Năm độc ở này lên đam. Anh em ơi. Cô này đánh hơi bị lâu đấy, không có đồ. Quan trọng là cái đao á. Không, vậy là nhanh rồi đó. Cái Bốn này bó là đồ nhanh mà. anh ạ, cái này là nhanh. Tội vàng thì đâu bó đồ, đam mê mà. Tèo không chỉ cái đao top 30, buồn thật đấy. Chắc là phải trên ra được cái đao top 30 nhanh Tèo.
Cắt sâu vô hình cho lên đam khổ. Con sâu vô hình của em có liên quan gì cái đống bot này đâu anh em. Con của em liên quan gì sâu vô hình? Cái ông bên ngoài kìa, không có sự hình không sợ thấy cái độc nhảy chói thấy không? Kia kiểu sâu vô hình á. Ừ, em thấy không? Em thấy mà. Hay là do hiệu ứng nó thế? Không biết nữa. Con của em đứng trong thành thì làm sao mà đánh được quái. Chắc là do hiệu ứng, chắc là do hiệu ứng rồi. Hiệu ứng. Bên tốt game, bóp tiên lên game. Để tự động bùa búp rồi mình. Để em để lại em. Thiếu bùa kìa, thiếu bùa kìa anh em ơi. Bùa đâu rồi? Anh nào vừa bùa mà đây đi lắc full bê. Đó là mực kìa. Bây giờ em tắt con sâu vô hình của em đi em. Em có cầm 5 độc bùa đâu. Ủa cái con 5 độc ai cầm đó? Ủa lấy 5 độc kìa. Nhưng mà trong thành, trong thành liên quan gì anh? Em tắt rồi chứ thấy. Yeah. Nó có đánh được người đâu. Đợi em tắt cho xem này. Đó nó hết nhảy được kìa. Ờ. Nó hết nhảy thật. Nó hết nhảy thật đấy anh Linh ạ. Ừ. Ảo ma nhỉ. Tao đứng trong thành mà. Rìa lý vậy. Mở bật. Bật lên đi em. Bật lên cỏ lên đam không. Anh thấy lên đam nhiều hơn á. Gần chết rồi tắt. Căn bua khẳng bắn không. Để tôi tẩy. Không cần đeo đao độc sát anh ơi. Phòng thủ vật lý, phòng thủ vật lý kháng độc. Chúng độc. Chúng độc. Với lại kháng tất cả thôi là được. Chạy đi. Nhưng mà nó chỉ thấy nó lên hiệu ứng độc thôi, không thấy nó lên đam. Em phải chửi cho mấy phát nữa lên đam. Đang quay clip mà anh chửi gì với vật thật này. Trưởng vô á, trưởng. Quán cơ hà tiểu từ từ anh. Còn lâu nó mới chết, cắn vội làm gì. Năm độc quấn bắt độc lên đam mới nha. Ra một đài của nó kia cả bang về đẳng đúng không? Đúng rồi, cho đã cứ gọi cả bang về. Gặp con nào chân gà thì bỏ nó luôn. Cả OLED em đọc em có chân gà không OLED? Em ra em nháy mấy cái chân gà đi OLED. Đâu em xem nào. Chẳng có lên không? Lên đó. Nháy em trưởng hơn dính rút rắc không mà. Em trưởng mặc định đó. Trưởng cái ạc lấy mới tam giới trưởng dụng nè. Em trưởng đây, em đang chỉ vào đó đây, đây. Lên mà. Không. Chân gà không mà. Chân gà đấy anh. 17.000 kìa, lên kìa. Đó lên kìa, lên quá trời. Chết một con kìa. Ờ. Ăn quế hoa tiểu đi, ăn quế hoa tiểu đi. BT nhớ BT. Ăn quế hoa tiểu đi, không quên kìa. BT nhớ đất đồ quá trời. Ăn rồi. Trời, không sợ mất đồ đâu, thoải mái đi. Ui phục hồi. Nhiều đồ quá em lụm. Yên tâm. Ồ cái này quấn nhanh mà, nó đọc rồi, nó đọc này nó có đọc phát mà. Ôi cái đao vứt đâu rồi? Vừa thấy lẩm cái đao kìa. Lẩm mà. Thì anh đứng ra đi để em bói cái khổ thật đấy. Để anh bức lại cho. Đâu à? Anh cho mấy con giặt rác ở đây đi, có cái mũ này. Ôi cái đao gì đây? Đây này, đây. Mũ kháng lôi 17 này. Đâu rồi? Chạy ra đêm mấy cái. Em đam, thôi đừng đam đi. Đam một cái chạy vô coi. Đấy, boss đang máu vàng, máu xanh. Anh Linh giật một cái là tự nhiên là boss rụng luôn, nó trắng máu luôn đấy. Phát mà. Có đao cùi cho anh cây ok anh ơi. Giờ ai cũng cần nữa. Có cái đao cấp 10 cẳng được cho xin cây luôn. Ấy khổng tức linh à. Ui khổng tức linh làm chậm 20. Cũng được sinh lực để được. Giờ... Đây cho nhặt rác đâu rồi. Ăn nhặt rác cái giúp vào trong đó làm gì anh. Con tam giới tuyển dụng cũng lụm được á. Con lụm hết thì cho con tam giới ra nhặt đi. Một con thả bot thôi. Kìa nhặt khổng tức linh cho anh Tèo. Anh Tèo không có kinh nghiệm đánh boss được rồi.
anh đứng đó mà dục ra chỗ anh đi, anh còn đi làm vậy ấy nữa. Đang giật anh có đứng đó không đâu, đi làm phần kim nữa mà. Hết búp rồi đi. Búp này bị đần đấy nhờ. Hết bùa hay sao kìa, tự nhiên máu. Bùa đang bị búp đấy này. Bùa trên đầu búp kìa. Đừng giật nó Linh ơi, để nó tự chết đi. Máu vàng hết rồi đấy. Lên ô lên lại. Đứng ở trong vẫn chụp ảo thật. Văng vậy. Đâu, năm độc nó phải có đêm và ấy mới lên được đấy. Năm độc bản này nợ công lên lực tay mà. Năm độc của em hồi nãy hơn 30.000 điểm đấy, đừng đùa. Ờ, giật đâu mà. Bản này nó cặp, nó quýnh nó dầu đam mê chơi game luôn á. 20k điểm. Thả thêm bot đi anh Tèo, thả thêm bot đi. Thả thêm bot đi. Thả thêm bot đi, không phí mất cái quế hoa tiểu 30 phút rồi. Máu nó vàng rồi, phải thả thêm tầm 10-15 con nữa. Tổng thể anh em mình có bao nhiêu con đấy? 62 con. Búp lại tên bùa anh trai ơi. Bot chuẩn bị có mấy con chết đây em. Em biết rồi. Hiện tượng lag bắt đầu xảy ra khi mà bắt đầu ở đây luyện mộc nhân. Để luyện mộc nhân. Xem cái skin 3x của nó lên bao nhiêu skin này. 18. Vừa nghe tiếng mợ ở tiếng chết kìa. Đó đó, chết kìa. Ủa đồ đâu? Đồ em nhặt rồi, em nhặt rồi. Hồi nãy nhiều lắm mà. Hồi nãy chết 2-3 con. Tùy con anh. Bục chân này nó cầm đao độc sát mà. Đồ cấp 10. Nhưng cầm đao độc sát 29 này. Cấp 7 này. Đó, nó chết tiên hoàng 25. Chết rồi. Đại phong đao này. Đại phong đao sát thương này. Tốc. Ui băng sát 54, sát thương 97 luôn này, ngon này. Ừ, ngon. Sát thương 97 này, chém này. Để em cầm nữa. Để mày cầm đấy. Cất vào dương. Đưa anh Tèo. Không tin anh Tèo à? Đưa anh Tèo thì mất luôn đấy con. Anh xài đao đó thì mày xài đao sát thương có gì đâu quý. Thôi, đao ghẻ. Thả thêm bot đi anh Chào ơi, thả thêm bot đi anh Chào ơi. Anh mới thả 10 con nữa em. Em biết rồi nhưng mà nó cách một tơn máu là mình thả thêm, anh hiểu không? Ok. Cách một tơn máu để cho nó không bị sát nhau nhiều đồ quá là được. Ồ, khóa tiền trì phi đao này. Thì kim ấy, tất tiểu các kiểu rồi. Cái kim thật. Phi đao sát thương 87 này, có ai cầm phóng ấy này. Phóng lợi. Để luôn em. Anh Tèo là cần hết đấy. Làm ngồi shop cũng được, có gì đâu. Chưa có gì. Cần lắm một cái dây chuyền các thứ mà chưa ra nhờ. Dây thổ nam à? Dây thổ nữ. Mà mình cần gì, mình có đao ẩn một thì cần gì để dây thổ nhỉ? Dây kim nhỉ? Dây kim anh có cái kháng tất cả 3, kháng độc 19. Nhanh nhặt được à? Ừ. Thì anh nhắn này. Nhặt được đâu ra cái chơi chất cả ba luôn. Dạ, ra cái thích. Cứ có huyền thiết kiếm là mừng. Cứ đại phong đào rồi, không ra huyền thiết kiếm nhỉ. Sát thương một tí điểm nữa cũng được. Để cho nó nhiều nhiều lên, để cho nhiều nhiều lên rồi bói cũng được anh Linh.
Thứ thư 10% mà. Bây giờ nhiều lắm thì bói hết. Giờ có tí nào bói hết đi đó. Chứ nó đã. Giờ có tí sát thương là mừng lắm rồi. Chưa thấy cái đao top 30 nào. Có cái toái ngược đao cấp 10. Thiên búp kìa, thiên búp kìa. Em để auto mà nhé. Có tôi bị đần biết, á. Biết nó bị đần thì để ý đấy. Để em để xuống 30.000 đến bây giờ nhé. Đóng lại tên bùa anh ơi, đóng lại tên bùa. Đóng lại tên bùa. Hello, hơn 400 anh em đang xem nhá. Cái gì 400 đấy? Hả? Build chỗ này khá thế nhỉ. Đánh bot mà. Đánh bot là đánh bot phải 500-600. Đầu server nữa. Viên giết kiếm. Đường cái giáp à. Tan quần áo này. Poker thì đẹp đẹp. Khả năng thêm turn bot nữa anh ạ. Viên giết kiếm. Cái gì đây? Chọc nhỏ ăn cái đống đấy. Cái gì đây? Ui sát thương 33, 13 này. Hoán nó hơi mệt đấy. Không có tốc, có tốc thì mới hoán. Ý, vậy ngon kìa. Tốc 20 mới hoán. Bá vương tiêu, tốc 30. Ui, làm chậm 40 lần, ngon. Tiêu làm chậm 40 này, ui, mũ làm chậm 40 lần này. Cờ cặp đấy. Cặp đấy, cặp đấy, cặp đấy, cặp đấy. Giữ cái này là ai? Giữ cái này là ai? Cái bang có thèm không hả anh Tèo? Trên mệnh cũng đang xem kiếm cái nỏ. Ui, cái nỏ của anh trên mệnh là ngon lắm rồi. Cũng được mà. Cái bàn xe mà không lo gì là tự lên đồ bộ gì đó. Để anh em mặc chính lên trước đi. Ra mọi gánh lại buồn rồi đó. Ôi, này là có tiền rồi này. Giao lên cái này. Dư vốn rồi, dư vốn rồi. Có cái này là có mệt, cái này là có ít kim rồi này. Mà cho về kim rồi. Đầu xe vào giờ là 5-6 kim á. Đùa. Cho kim ăn luôn đó. Hai kim rồi, hai kim là bộ hai ba kim thì phải cỡ 2 tuần sau. Chứ là đầu xe vào bên kia em mua 7 kim đấy, 7-8 kim đấy, sau về sau, rồi sau về lụt về còn 2 kim, sau về còn 1 kim. Ai muốn mạnh đâu, ai muốn làm Phật tổ, dùng trước thôi anh. Má mà hai cái làm chậm vô là má ơi luôn á. Đúng rồi, làm chậm 80 vào là khắc bọt ngay, cỡ cái bàn thiên nhẫn. Chống băng giã cho thì thôi. Thêm cả hệ mọc của em nữa, đủ đánh bại luôn. Một cái áo 40-26 Anh Kèo hack đâu ra mấy cái đồ anh Kèo ơi, thêm tên bot đi anh Kèo ơi. Cách cách máu rồi. Ok ok. Còn 20 con rồi. Cứ thả hết luôn cũng được. 20, 10 con xong tên máu xong 10 con nữa. Ui. Sao anh phù luôn mẹ rồi. Thì nó như anh thả được con nó đánh. Nó đánh anh ấy. Đi chiến đấu bị đánh. Thật ra cái Bernie là lệnh bài rẻ đấy chứ. Đúng rồi, lệnh bài phải 100 xu. Lệnh bài mới cù là 200. Tại cái lệnh bài bên kia mà nó bình thường oánh, bình thường toàn oánh 1000 con bây giờ. Oánh 60 con cảm thấy bồi hồi, hồi hộp nhỉ. Đúng là đầu server, đồ đạc cũng cảm giác cứ hồi hộp. Đồ gì nhìn cũng thấy ngon ngon. Thiếu bùa chống độc kìa. Thêm bùa anh trai ơi. Chống độc phòng thủ kìa. Nó có thể bị lag nè. Không, không thiếu á, chưa lên nữa. Lag thì biết liền. Nghĩa là lag là cắt bùa chưa được á. Xóa bộ F3 giờ 2-3 bộ. Thành tinh thoa. Hệ gì đây? Hệ kim này. Kháng độc 24 này. Sinh lực hơi được, đủ. Được. Sinh lực được. Hơi củi tí. Cứ cầm lại đi. Sinh lực 141 là vào việc luôn đấy. Tiền đâu mua mày.
cứ nghe cái tiếng gỗ bị vỡ là có đồ. Gỗ bị vỡ luôn à? Nghe tiếng gỗ bị vỡ mộc nhân mà. Nghe được tiếng chứ mà hay nghe được tiếng kén á. Chưa ra dây chuyền gì nhỉ? Đang muốn cái dây chuyền thổ quá. Giờ mà đánh mà rơi ra được cái nhẫn choáng với cái nhẫn làm chậm thì thôi. Đó mà ra nhẫn làm chậm 40 thôi. Nhẫn choáng 40 thì thôi, mút luôn, em Duy mút mắt luôn, không biết là đánh tèo. Cái gì đấy? Ô lục phỉ thúy hệ tân phù này. Một phát ăn cả này, kháng tất cả này. Úi hệ thổ được này. Hệ thổ 19-30, sinh lực 64, nội lực 42 này. Nữ thì ngon là mình đang cần. Anh cũng đang cần đấy em. Ê, anh cái tèo lông cần thì giữ lại đi anh Linh để mày theo. Mày trừ một mà. Cứ tớ đổ anh em. Cô, mày cả S của anh tèo, anh tèo toàn ịp đồ á. Anh tèo ịp đồ. Em cứ lên trước đây, anh đâu cần cấp đâu mà. Cái gì đây, anh voi nhớ bảo là để voi tiêu với cái nón này. Ái giả, cái tiêu này bây giờ định giá bao nhiêu được? Anh em trong bang định giá bao nhiêu được? 30. Trong bang thì để 3 kim là được. Chứ ngoài bang là cứ phải trên 5 kim là rõ. Không bán được thì thôi, cũng phải để trong riêng. Không để bọn khác nó mạnh được. Mà mình dùng mà. Nghe giọng anh kèo nín quá. Bằng nào chứ? Cái gì vậy? Anh Hải Hoàng. Tôi lên này, mạnh dàng tài 3 kim. Mộc nhân này. Mộc nhân gãy này. Ồ, anh em không nhớ server đầu tiên ấy. Em mua cái bổng làm chậm 40 đầu tiên 8 kim hay 7 kim ấy, em không nhớ nhưng 7 hay 8 kim. Bổng làm chậm 40 đầu tiên của server ấy. S2 em mua 8 kim. Cái gì đây? Úi giời ơi. Toàn là cái áo cái bang rồi. Thả nốt tân bot cuối anh trai. Đúng là làm chậm 40 đầu server giá cao mà. Muốn mạnh thì tất nhiên là giống như set ăn bang đầu tiên mấy chục triệu nhưng về sau làm sao? Vài triệu nó là chuyện bình thường. Muốn mạnh trước thì vào việc thôi. S1 mua 11 kim mà. Hình như hết bùa cánh trai ơi. Chỉ bot trắng. Hết bot chưa? Thả hết bot chưa? Bot nó trắng anh. Còn 7 con. Thả nốt đi anh. Thả bot rồi, thả cần thiết con vỡ cái đống này ra, cái là giờ lùa rất là mệt anh đèo ạ. Bot nó trắng anh. Anh gà ủng hộ 200 lệnh bài, ủng hộ giờ này có mà vỡ. Ủng hộ về sau thôi, ủng hộ giờ này là gãy ấy. Rồi, bột trắng chắc. Rồi xong. Không may, may con cắt lại tí bùa anh ơi, nó bị lag chưa lên bùa. Cái lệnh bài giờ này anh gạo cũng chịu, server mới mà, server cũ thôi anh ạ. Server cũ lệnh bài nó còn vui. Cái server mới bây giờ ra đống đồ rồi thôi chết dở. Được gì chưa? Được cái tiêu làm chậm 40 anh ạ. Với có cái đào sát thương 97% là cũng ok. Có 97% sát thương nó chém là cũng nhức nách đấy, đừng đùa. Đào này mới cho công lô ấy, thêm tốc 30 nữa. Thế thì lại ngon quá luôn. Hình như có băng sát thì phải. Có năm mấy băng sát ạ. Đây là thêm một đống đam rồi gì nữa. 54 băng sát giờ đủ bóc luôn. Ngon quá, 54 băng sát 97% là đao cũng ngon luôn đấy chứ. Đao mặc kim phong chém là tốt, bao tốt. Thì anh cho bi cây đao sát thương nó không chịu. Rõ ràng người ta cũng em phải lấy mắc đam trước chứ. Em cứ mang đi, anh nói gì đâu. Hết chấp nhận em. Ê, Slack chạy ra coi ở đâu vậy? Slack hình ảnh nha. Chắc là ở đâu? Kìa, cẩn thận nó đi ra ngoài đấy. Cẩn thận nó đi ra ngoài. Đi đâu, đi chạy vào trong đi, năm độc chạy vào trong. Ui, trời mệt rồi. Anh bị lát. Thôi, xong rồi, nó ra nó đánh con Duyên kìa. Trời ạ. Năm độc ra lấy cho hình câu nó vô. Duyên chạy đi, Duyên chạy đi. Trời ạ, tự nhiên để nó bung ra nó khó vậy. Ôi, nó bung bét ra luôn. Trời, em bảo là chạy. Trời ơi. Bây giờ kéo sao con mộc nhân kia là. Để anh kéo nó vô lại cho. Chạy đường dưới đi.
Trời rất là mệt đấy. Nó độc chặn đứng dưới đi. Đâu. Căn bản là em lập đi đâu, em muốn ở trong chỗ con tập quá quấn ra kìa em. Làm gì đủ tâm anh? Nó phải là côn lôn xét hay là gì đâu, không đủ, không tới. Không đủ tâm đâu, không đủ tâm. Đứng dưới vách tường, cái hàng rào dưới nè. 126 mà, sao đủ? Không không đứng được, không đứng được. Không, câu câu ra ngoài đi, câu ra ngoài vào đi. Ờ mà dắt bên hông chính vợ tập quá đó. Không đánh được, không đánh được, con đi nó không đánh được. Không tới được. Con lôn xét, con lôn xét. Con lôn xét còn còn mới đánh được mấy con mé mé. Đến ra anh câu vô. Câu phải chạy đường dưới câu nhá, đừng có chạy đường này nó lôi ra đấy. Chạy đường này nó lôi ra đấy, chạy đường dưới đi. Trời em ơi. Cứ em bảo toàn con Thúy Yên á. Sao anh lát luôn rồi. Thả bot rồi mà. Anh bị lát luôn rồi. Gãy thế. Em chạy đường dưới đi, anh câu vô. Đừng chạy đường này, đừng chạy đường này. Anh chạy đường dưới, anh câu câu ở ngoài. Lại lôi thêm một con ra này. Để anh câu vô. Đừng có chạy cái đường cổng chính, chạy đường cổng chính lại lôi ra đấy. Ôi, trời em ngồi im đi, anh câu vô cho coi. Thằng. Ở nó vô rồi kìa. Chạy chạy vào đường đi, dưới. Vào đi, vào đi. Rồi vào rồi, vào rồi, chạy đường dưới. Ok, từ 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 từ. Nó chưa vào, nó chưa vào. Còn một con ở ngoài, một con ở ngoài, hai con ở ngoài. Từ từ câu nó vào trong đi. Sao lại có ba con cứ loang quăng ở đây nhỉ? Ba con đó là nãy anh thả bị lát ở độ thả. Em cứ xuống dưới em quấn ba con, quấn cái đám mình ở dưới đây rồi anh chạy vô. Được rồi đấy, được rồi đấy. Rồi chạy chạy ra vào đánh đi. Chạy vào đánh đi. Bảo tàn con Thúy Yên. Chạy áp sát ở cái góc dưới đi, áp sát góc dưới đi. Ôi nó lại ra rồi, chạy 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 chạy. Quấn đi, quấn đi, quấn đi, anh câu nó cho, quấn đi, câu nó cho. Cay thế nhờ. Vậy đấy. Đừng để chết Thúy Yên nha. Không, em không để chết rồi. Anh câu nó qua đây rồi. Máu đi rồi. Em cứ quấn đi, anh câu rồi. Anh câu mấy con này qua đây rồi. Câu vô trong, câu vô trong. Không, anh câu đứng bên đây luôn rồi. Gãy thế. Lên đọc chạy ở dưới đó, được rồi. Câu đứng qua đây rồi. Đừng mắng anh yêu lên. Mắng chứ. Văng luôn chứ. Rồi rồi ba con lắc ở ngoài vào rồi, bây giờ còn cái đống ở chỗ anh Tèo nữa thôi. Cầu một phát nó vào luôn rồi em. Thôi thôi để đứng đứng ở đây, để đứng đây xíu muốn chào em ơi. Kéo được mà, kéo được mà. Anh giờ anh tự anh kéo được luôn đấy, bởi vì em đứng dưới góc rồi. Nó chạy qua bên đó, anh chạy vô thành là anh chạy vô đó. Xíu em chạy qua đây muốn luôn. Anh làm phi chiến đấu trong thành ấy, đồ anh Linh ơi. Anh làm phi chiến đấu trong thành anh kéo nó vào được mà. Ờ, đem đấy. Vào vào đi cho nó đánh luôn không. Tí đánh với con nó một mình mệt lắm. Nam đọc chuẩn vô cái nó chết liền mà nhanh lẹ lắm. Lên đam mà em. Quế tiểu 10 phút. Quế tiểu còn 10 phút được kìa. Đớp bình khác có đâu. Hết tiền anh ơi. Lôi đi lôi đi. Nghe em lôi đi. Lôi cái đống nó vào đi. Giờ lôi mà nó chạy không nó không vô là địch khỏe lại chết cả đám nữa. Gãy thôi cứ bảo toàn em quýnh chừng đó trước đi. Đây này em lôi rồi đó mà. Em lôi rồi đó nè. Em quýnh chừng đó trước đi. Đừng kệ đó. Không bật cái này đi lôi của gì anh. Không bật cho Quỳnh đâu. Thôi đừng có lôi vô quýnh cái đám này đi. Bùa kìa hình như bị thiếu bùa kìa. Ăn lôi vô đúng không? Anh lôi cho. Đây này khổ thiệt. Là chính luôn. Anh Tèo khả năng cố tình cho anh em điện ảnh. Vậy đâu vui chứ. Ai có tiếng gỗ rơi đúng không? Mũ à? Rơi. Áo mộc à? Mũ kháng lộn 30 19 à? 19 cũng được này. Cho con tam giới vào ngã tư đi anh. Mũ 19 này.
lên cầu mới có vô. Anh Kèo cố tình để anh em điện ảnh rồi. Có đâu mẹ ơi, nghĩ ai xấu xa như mày vậy. Anh Kèo bắt đầu cũng tham gia bộ môn diễn viên rồi. Bi ơi, em đang mặc định để xích vô trong chứ đường Bi. Cái hôn một nhân á, để anh cấu vô nè. Anh kéo vô nè. Ê, ê, chạy đâu bạn, chạy đâu bạn, chạy vô đấy, vô đấy. Rồi, rồi, hay, hay. Hay. Một pha sửa sai đấy từ vị trí của anh Tèo. Rồi di chuyển, di chuyển, di chuyển, đúng rồi. Một pha sửa sai đến từ anh Lò Quang Tèo. Rất là hay. Sửa sai ở đây đơn giản, không có đâu. Rồi anh nào lại long quang ngoài đấy. Còn con ngoài ba. Vẫn còn con ngoài à. Anh kéo vô luôn. Ê con, nó đang đánh con năm độc kìa, kéo không sao được. Thôi thôi thôi, đừng 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 đừng. Nó đang vào khuôn rồi. Đâu nhưng mà còn hai con ở ngoài. Anh đang kéo vô nè. Anh đấm nó mấy cái nó mới chạy vô chứ. Rồi rồi, nó vào rồi, nó vào rồi, nó vào. Vô đây bạn, vô đây bạn. Vào đi, vào đi, vào đi. Vào đi, đúng rồi, đang vào rồi. Vào rồi, vào rồi, vào rồi. Kéo sát vào, kéo sát vào, kéo sát vào, kéo sát vào. Tay bơm máu liên tục, tay nhồi máu liên tục. Thằng kia đang hơi bướng. Tay nhồi máu liên tục. Vào, 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 rồi, vào, vào, rồi, vào, rồi, rồi, phu đi, phu đi. Phu đi. Vào, vào, phu, 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 phu. Rồi, được rồi, được rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Sao à? Thúy Yên búp kìa, nó đang búp đây mà. Tuyệt ảnh búp mà, đang búp liên tục mà. Cái dàn ở dưới chưa có bùa anh ạ, dàn ở dưới nó lắc bùa hay sao? Góc là lắc búp bùa cũng được. Khóc quá à. Phải anh Tèo ra tay mới được. Ui giời, còn 6 phút nữa Quế Hoa Tiểu này. Anh Tèo đầu tư Quế Hoa Tiểu ra cho thằng Bi đi. Được, được. Thêm bình đại nhá, thêm bình đại nhá. Bình đại 1 tiếng hay 30 phút nhỉ? 30 phút. Ờ thế bằng nhau. Không kịp đâu, 6 phút không kịp đâu, phải ăn thôi. Đành nhảy mấy cái vô góc, vô chùm hết cái gì đâu mà. Anh chạy cẩn thận không lôi ra nhá. Đó, chạy đàm kìa, chết hết giờ. Đó, chạy đàm kìa. Có gì đấy? Trời ơi. Cô trừ mai cũ á, lần nhắn. Ui, mũ chuyển hóa này. Ui, từ 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 từ. Ôi rồi đồ, đồ rớt nhá, đồ rớt nhiều. Nhặt đi, cứ nhặt đi, cứ nhặt đi, cứ nhặt đi. Có ngọc bội nè. Ui à, kháng lôi 30. Ui làm chậm 30. Ui phục hồi 30. Ui làm chậm 20. Chả biết gì, cứ vứt ra hết đi. Làm chậm 30 này, nhặt này anh Tèo ơi. Nhặt đi, nhặt đi, nhặt đi, nhặt đi, nhặt đi. Rời có và rớt có tí đâu mà. Ôi, cái giày này. Giày tóc choáng kìa. Hai cái chùy. Cái giày này mới tiếc nè. Ui, được cái chùy làm chậm 40 nữa, thơm. Ôi trời ơi, thơm, ôi trời ơi, gỡ 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 gỡ. Ôi toàn chùy kìa. Chùy gì đây? Lâu sắc ngoại. Hello anh ngang ngáo nha, hello anh em nha. Gãy quá. Bức bức kia qua cho anh luôn đi cô, để hồi bán lộn á. Cái nào, cái nào? Làm chậm 40. Hai cái làm chậm 40 trừ 1 luôn là đẹp thật. Chơi công nghiệp luôn em á, không công nghiệp được anh, nó bán hết đấy. Chỗ này không công nghiệp được anh gà. Nó chưa mở option. Công nghiệp là vỡ nợ ngay, nói hai cái chì này gỡ gỡ rồi. Chì phi tiêu gỡ rồi. Chưa tiêu một khúc. 3 phút hơn rồi. Anh Tèo đầu tư, anh Tèo đầu tư. Hình như kịp đấy. Ai ai nó rời Huyền Thiết Kiếm đi. Không Huyền Thiết Kiếm nhỉ. Ôi không có Huyền Thiết Kiếm. Huyền Thiết Kiếm hệ thủy à. Khoai nhỉ. Huyền Thiết Kiếm hệ thủy anh em ạ. Ui dây chuyền, dây chuyền, dây chuyền, dây chuyền. Đao này. Một cái đao thổ này.
Lôi sắt nội trừ 3 này. Ô, nhưng mà sát thương 72 này. Sát thương 72. Ui, lại dây chuyền, lại dây chuyền, lại dây chuyền. Lấy em, lấy em. Ui, Ngọc Bội làm chậm 20 sinh lực cho mà. Ui, dây chuyền khê đấy. Được, được. Ui, này cái kiếm cấp 10 cái đần. Ui, này dây này, trời ơi. Trời ơi, không có cái gì, không có tí sát thương nào với từ vị trí của thuyền giết kiếm, khê thật. Nhìn ra toàn áo với mũ. Đâu, Ngọc Bội này được đấy, Ngọc Bội này được, Ngọc Bội này giữ lại cái đã. Cái đáo là cỏ sai đấy, lính. Cỏ chứ. Cái đau thủ của chắc là... Cứ từ từ anh em, không phải vội. Đi đâu mà vội mà trời ơi, cái này có tí sát thương thì đẹp rồi, có tí sát thương phần trăm là đẹp rồi. Nhưng mà kẻ hệ kim nhỉ. Bây giờ bạn ấy có huyền thiết kiếm hệ kim, ui còn một con hệ kim thôi. Mộc nhân này ra huyền thiết kiếm đi. Hết hết mộc nhân rồi anh Chào. Hết sạch bật. Sáu mấy con á. Ngọc bội này cho 100 con mộc nhân. Làm chậm 20. Thôn Nhật Trãng đánh này. Tiếp. Sát thương 6. Có gì ấy? Toàn thạch giới chỉ, toàn thạch giới chỉ. Toàn thạch giới chỉ. Biết hệ gì đó. Hệ thổ em ạ. Hệ thổ gì? Ôi giời. Ôi giời ơi. Hệ thổ cũng được. Hệ thổ cho một cặp trái luôn. Năm anh hỏa. 30. Ra vũ khí lôi sát nội công 200 nhằm sao. Vào một khúc không? Nhẫn gì đây? Ui, thẻ lịch 68. Ôi, có giới chỉ tiếp kìa, giới chỉ gì không biết. Ngọc bồi kia. Ui, là có lôi chín. Còn hơn một phút thôi. Đủ, đủ em, đủ em. Ui, 19-40 anh ơi. 19-40 kìa. Nhẫn 19-40 luôn anh ơi. Trời, sinh lực 68. Vào một khúc, vào một khúc. À, lâm lè cái mất đồ kìa. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Không mất vội được đâu, không mất vội được đâu. Bởi vậy là nó này à, nó này sốc. Ui giời, 19-40 luôn cho nó cẩn thận ạ. Ui, 12-15-17 được. Có hàng cho Ngami dùng. Bất đồ đá, bất đi em, lầm đồ nè. Bất rác, bất đi. Đây, đây, đây. Tiểu sắp hết, còn có hai mấy phút thôi. Cái mũ này. Này, có ăn cái mới không? Đâu cái mới đi. Đây, bất cái này. Bất cái này. Con cái mới không nhờ? Anh Tèo kia. Cái tiểu đại hết cái kia, hết rồi đấy. Đánh tâm linh đi. Đánh tâm linh luôn nha. Cao phúc rồi. Ăn mỗi thiên sơn rồi đấy. Đánh tâm linh thì đón tất đi. Lấy sâu mua đi em. Lấy sâu mua, còn, mua quá tử đi. Chứ hâu đập lại cái đi, anh mua đi. Hết hả? Anh hết đi, anh đầu tư đi. Còn mấy con này. Chậm một nhịp đi gì. Đứng lại. Thấy mưa vẫn rơi trên đầu này. Ngừng rồi. Ui, để nhận 19-40 sinh lực 68 nữa, được 24 nè. Không phải chạy à, để mua dậy. Có sinh lực là ok rồi. Giày này tí cho Ngami xài anh em. Cái này cho Nam Độc xài. Cái này cho Ngami xài. Tính ra không xài gì đủ à. Kiếm này thì hơi đần nhưng mà vẫn phải dùng. Phải lấy sinh lực 50. PT cô. Sao là PT? PT một nhân nó chạy ra ngoài kìa. Một nhân chạy ra ngoài kìa. PT con chim cho buôn kìa. Sao PT Kim Long Un làm gì? Rồi. PT mà ăn vơ tử chứ bà. Ấy cẩn thận, mộc nhân ra ngoài. Thả một tơn ở trong đi. Ui, nó lại chạy ra ngoài một con kìa. Chết rồi kìa. Đây, đánh chạy ra. Ra nhặt đồ con đi đi. Rồi. Còn một con chạy ra, con kim kìa. Đánh nốt con kệ, kim con đi đi. Đớp con kim không đi, đớp nó chạy ra đớp đó đi. Con kim sắp chết rồi kìa. Đánh con nào cũng được. Đánh không nó vồ ra đấy. Con kim kìa, con kim kìa.
Đấy, dây thổ à, dây thổ nữa à, sinh lực ca vào. Ui được 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 được, sinh lực 56, nội lực 54 được. Được, mình có hàng dùng rồi. Đúng là cần đang một cái dây này. Áo shop, phí shop áo phục hồi 40 ngon, áo đó là trừ 2 trừ 3 thì dùng làm gì anh? Áo đó là áo thủy mà trừ 2 trừ 3. Không ai xài. Đây, những con cuối cùng. Hay mình đeo áo thổ nhỉ? Đeo áo thổ thì mình sẽ dùng dây cái này, nhưng mà cái áo kia là ngon. Dây chuyền thay dễ mà áo thay khó mày mày. Nhưng mà áo nó áo mình dùng lâu dài hơn được cái áo áo thổ, cái áo thổ đó thì dùng bây giờ thì ngon, nhưng mà về sau là áo thổ nó lại cùi, còn cái áo phục hồi 40 kia thì nó lại dùng lâu, nó lại dùng ngon hơn, đúng không? Có sinh lực mà. C mà mới ra đây mà có lệnh bài nó bình thường anh đi trên ra mà. Con gì viên thiết kiếm băng tinh quần, không có áo phục hồi 40 hệ thổ nam nhỉ? Anh có mà, có luôn nhỉ, ngon vậy. Anh chơi cho bi mà không chịu lấy. Ui nhẫn ngon quá nhỉ. Nhận cháy ấy. Nhận cháy đấy, nhận ngon đấy. Cháy đi chứ. Nhận cháy mà. Quả nhất mà kháng hỏa 19 choáng 40 nhỉ. Kháng hỏa 19 choáng 40 đi. Em để em xài lâu đó bị. Đúng rồi. Anh hiểu ý quá. Nhanh ý. Đi trên ra lệnh bắt mày nhé. Vô một khúc. Em con thủy mà, con thủy này này, con thủy luôn. Này. Con thủy này sẽ ra 25-40 nhẫn này. Ừ. Con hỏa kia ra nhẫn cho chậm 40 này, con thổ ra lôi sát nội công 200. Đùa cặp luôn à. Và một đùa cái dây à. Kháng tất cả này, sinh lực nữ này. Vẽ ác đấy, nhây. Vẽ chứ, khổng thức linh à. Không có gì hot. Ui dồi, phục hồi. À, con thấy chi ta. Bây giờ cứ có kiếm là ngon, em cần cái kiếm sát thương, hệ gì cũng được. Bà Tùng của em bảo là 11 giờ về nhưng mà chưa thấy mặt bà Tùng em đâu anh Linh ạ. À? Bất cấp à. Có gì siêu phẩm chưa, có rồi, đây hàng thôi. Tiếm tổng kết đồ cho. Đồ ngon này em đang cầm trên người hết rồi. Trừ ý kiếm của em ra. À, mà thực ra đồ em cầm trên người là toàn đồ em dùng. Còn hai con này bú lâu nhỉ? Con hệ thổ là dây chuyền thay tất cả 50. Con hỏa dây 20-40. Mơ nó phải mơ như thế. Mơ làm chậm 40 làm gì đúng không anh? Mơ nhẫn làm chậm 40 làm gì? Hoặc là bao tay đai lưng làm chậm 40 phòng thủ vật lý bình lên 25. Mơ như thế luôn à? Mơ như thế luôn, cho nó uy tín luôn. Cái này là phải anh em mình phải đi nháp vài chén rượu trước rồi về bói đồ nó mới sướng được. Nhã nhã nhã, đam mê rượu chè nữa. Chú bot cuối cùng, những chú bot cuối cùng. Bóp quên bót rồi thả vô lắc cái bóp bùa lên cái giật chừng 3 cái là nó chết ngắt luôn. Ê, tính ra đâu có cần không cần thủy yên đâu ta, năm đập trưởng giật cũng được mà. Giờ giật vài phát chết hết bót rồi đâu. Ừ. Là đánh tua không có anh nha, có đánh tua chứ. Ba tay đồng kiều sao ra từ mấy con này anh? Cái là cái gì nó chắc chắn luôn nó có cơ hội ra. Huyền thiết kiếm thì phụng hoa, con này là con gì, con hỏa à? Con hỏa này thì thôi bốc muối rồi còn trời. Con hỏa nó bốc muối rồi còn. Con thổ này dây thổ bây giờ cần cái huyền thiết kiếm sát thương. Hồi nãy mình vừa mới hú lên thì thằng kia nó múc luôn. Bả đồ nó múc tre đất đầy em ơi, tre ngày nào chả đất đồ ngon.
Song ca lam lữ à. Cuối cùng. Cái gì? Trời, xốp áo luôn ạ. Rồi. Thế là đi bụi rồi, cút rồi. Hết.